Xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Trong thời gian qua, một việc thi đấu rất xuất sắc giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vô địch quốc gia 2 năm liên tiếp vào các năm 2018 và 2019 và là được bầu chọn là cầu thủ chủ công, vận động viên tấn công xuất sắc nhất. Tuy nhiên, anh lại không được gọi lên tập trung trong mùa giải đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thì động thái mới đây nhất của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, tuyển thủ Nguyễn Văn Hạnh đã được huấn luyện viên trưởng Lý Huân Ninh, người Trung Quốc, gọi lên tập trung trong áo đội tuyển quốc gia Việt Nam để chuẩn bị cho các giải thi đấu của bóng chuyền Việt Nam trong năm 2021, đặc biệt là việc đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào cuối năm nay. Vậy Nguyễn Văn Hạnh là ai mà khiến giới chuyên môn, báo chí lẫn người hâm mộ quan tâm đến vậy? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về anh. Nguyễn Văn Hạnh sinh ngày 30 tháng 3 năm 1987 tại quê hương Gio Linh, Quảng Trị. Anh cao 1m91, cân nặng 79kg. Bật đà 3m53, bật chắn tại chỗ 3m35. Vị trí thi đấu chủ công đối chuyền. Câu lạc bộ thi đấu hiện tại đang là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đương kim á quân giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2020. Anh được giới chuyên môn đánh giá rất cao ở khả năng tấn công ở vị số 2 và số 4, đặc biệt là những cú tấn công sau vạch 3m của Văn Hạnh rất uy lực. Anh thường xuyên ghi điểm vào những thời điểm hết sức quan trọng của trận đấu, mang lại chiến thắng cho đội mình, góp phần rất lớn vào hai chiếc vô địch gần đây nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, anh cũng được bình chọn là vận động viên tấn công xuất sắc nhất giải. Nhìn những pha bóng với lực đập cực mạnh, loại bỏ mọi hàng chắn của đối phương, mới thấy hết những kỹ năng và quyết tâm của đội trưởng đội bóng. 2 năm liền, Thành phố Hồ Chí Minh đứng trên bục cao nhất của làng bóng chuyền Việt Nam, đã chứng tỏ vai trò chủ chốt của Văn Hạnh đối với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Các thành tích nổi bật của Văn Hạnh như sau: giành chức á quân giải vô địch quốc gia năm 2012 cùng câu lạc bộ Đức Long Gia Lai, vô địch quốc gia năm 2013, vô địch siêu cúp quốc gia Đạm Phú Mỹ 2013, á quân siêu đạm Cà Mau 2014, vô địch quốc gia 2 năm liên tiếp 2018-2019 và á quân vô địch quốc gia năm 2020. Chúng tôi hy vọng rằng với nỗ lực tập luyện và sự quyết tâm cao cùng với kỹ thuật chuyên môn tốt của mình, Văn Hạnh sẽ có một suất thi đấu chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới. Xin được chúc anh cùng đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào cuối năm nay. Sau đây mời quý vị và các bạn đón xem những pha đập bóng ghi điểm mãn nhãn của Văn Hạnh trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại giải vô địch quốc gia PVGA năm 2020. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Quý vị và các bạn xem hay thấy like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Bóng đập tay chắn và đi ra ngoài. Đổi vào điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cắt đứt được chuỗi điểm số ghi liên tiếp của Hà Tĩnh. Pha đá bóng rất mạnh của Văn Hạnh. Pha đá bóng tốt. We'll be right back.
15. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh khi mà từ Thanh Thuận không thể có một tình huống ghi điểm với pha tấn công từ sau vạch 3m của mình. Văn Hạnh lấy bóng chuyền về phía Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng. Văn Thiện đã không thể có tình huống và tấn công. Văn Hạnh vẫn đang là đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh. 7-10. Thank you.
Và vừa rồi là một tình huống đập bóng trên chắn của Văn Hạnh. Điểm 4 đều cho Thành phố Hồ Chí Minh. Phải chịu sức ép từ các cổ động viên của Sa Đéc Khánh Hòa.